Ở trong chú nhìn thấy chú kìa. Đúng rồi. Không ngờ chú trẻ và đẹp trai vậy đó. Rồi chữa hạ ra ha. Cái này là cái cà mình cắn nhẹ nhẹ thôi, vừa thôi, để mình có cái độ hở của hai cái hàm ha. Ok, rồi everything look good. Còn cái tay của mình sẽ dịnh hai cái cây hai bên như vậy để đừng có bị bật ngã ra. Rồi. Chẳng hạn như chỗ này vô thấy nè, cao nè, chỗ này nó lại thấp nè. Ok, hiểu. Dạ, dạ, dạ. Chỗ này. Ok. Nhưng mà vẫn còn từ đây tới đây cho nên mà cái răng này còn lâu lắm mới xúc ra. Rồi. Dạ. Ok. Thôi mừng quá rồi. Dạ. Nhưng mà kinh nghiệm nghe các bạn nha. Hồi xưa tôi cũng chịu chơi lắm đó, khui bia bằng răng luôn. Dạ. Nhưng mà có lần có cái chai nước mắm tôi chơi cái cốc cây mẻ miếng răng luôn. Nè, nói nghe nè. Hôm nay trời hơi mưa nhẹ chút xíu. Khi trời lạnh rồi, bắt đầu lạnh rồi. Vào tháng 10 ở tại Texas, ngay trước phở Âu Giá. Hôm nay Việt Thảo không ăn mà đi thu hình một cái chỗ rất quan trọng để làm cho mình ăn ngon hơn. Đó là đi làm răng. Bữa nay đi clean răng nha. Có thể nói là chắc phải hơn 1 năm rưỡi rồi Việt Thảo chưa có clean răng. Đúng ra thường 6 tháng người ta phải clean để cho răng mình được sạch, để cho răng mình được healthy, khỏe mạnh. Mà vì công việc bận bịu quá cho nên gần 2 năm chưa đi clean. Bây giờ clean răng thì có rất nhiều nha sĩ ở khắp nơi hết, chỗ nào cũng có. Nhưng mà Việt Thảo nhớ đến một người mà cách đây hơn 1 năm rưỡi trước đã post trên Facebook và đề nghị với Việt Thảo là đi đâu thì đi, ghé qua sẽ lo răng cho Việt Thảo cả đời luôn. Ui cha, ông này chịu chơi dữ ha, còn trẻ. Đó là anh Kevin Nguyễn. Mà Việt Thảo khi đến Texas rồi, khi mở ra cái phở Âu Giá rồi, thì lúc đó mới thấy được rằng Kevin Nguyễn có những phòng mạch và có một phòng mạch ở kế bên phở Âu Giá luôn. Cách chỉ có 5 dặm thôi, lái xe có 3 phút. Hôm nay Việt Thảo đi clean răng. Clean răng để cho sức khỏe của mình. Và đồng thời mục đích ngày hôm nay để cho các bạn thấy cái cách clean răng như thế nào, tại sao mình phải clean răng. Đó là vấn đề rất quan trọng trong đời sống nhé. Rồi, bây giờ thì cái chỗ này gọi là Floss Dental. Floss là mình dùng cái dây mình kéo mấy kẻ răng cho nó ra đoạn, nó gọi là floss nha, cái floss. Nó gọi là Floss Dental ở thành phố Katy, Texas. Cách đây chỉ 3 phút lái xe, bây giờ mình đi lại đó nha. Nó dễ lắm. Ở đây phở yeah, phở Âu Giá này mình bước ra, mình lái ra là theo cái đường North Mason Road chạy chung với cầu freeway 10 là nó ngay bên phải, sát bên luôn. Bây giờ đi qua bển làm răng nha. Ok, let's go. Đây, cái con đường North Mason Road ngay trước mặt mình, qua luôn, đi thẳng luôn. In half a mile, the destination is on your right. Floss Dental, Katy, TX. Đó, mình đi lên đây chung qua dưới cây cầu freeway 10 nằm ngay bên phải luôn. Đi bộ qua còn được đó, rất gần luôn. Oh. Yeah, yeah. 2 phút nữa tới, chỉ còn 0.4 mai sát bệnh. Đúng ra thì Việt Thảo chưa có định đi clean răng nữa. Nhưng mà vừa rồi trong một cái chương trình văn nghệ để mà ra mắt cái liên danh quyết tiến để mà ứng cử vô cộng đồng miền ở Houston, yeah, thì gặp Kevin Nguyễn cũng là một người ủng hộ cho cái chương trình đó. Rồi Kevin Nguyễn mới nói anh Thảo, chú, nó kêu bằng chú tội nghiệp lắm, phải clean, tại vì lâu lắm rồi. Nhưng mà trước đó đó là vợ của Kevin Nguyễn đến cầm cái bánh đưa cho Việt Thảo, mà trong suốt buổi Việt Thảo không có ăn. Thì lúc đó em mới nói cho cháu mới nói là dạ chú ơi, con mời chú cái bánh này, bữa nay sinh nhật chồng con. Nói ủa chồng con ai? Nói Kevin Nguyễn. Lúc đó giật mình luôn. Yeah. Thành ra ngày hôm qua hôm kia hôm kì vậy đó là sinh nhật hình như 40 tuổi. Kevin Nguyễn tuổi 40 tuổi, còn rất trẻ luôn. Ok, bây giờ mình 80 feet nữa đi thẳng luôn, 80 feet đi thẳng luôn. Sát bên nè. Tới rồi. Đây nè, gần tới trong khu này. Đây đây đây, đó. Cái chữ floss màu đen đen đó. F L O S S floss. Yeah, mình đi vô nè. Để chạy thẳng vô luôn. A new experience in dentistry. Cái thí nghiệm mới hả? Experience. Experience là kinh nghiệm. Trải nghiệm, yeah, trải nghiệm, kinh nghiệm. A new experience in dentistry. Trong cái ngành nha khoa. Ok. Hôm nay đó là thứ hai, là cái phòng mạch của bác sĩ nha khoa Kevin Nguyễn đóng cửa. Nhưng mà Việt Thảo nói good là tại vì đóng cửa mình thu hình mới dễ, chứ mà có khách khó thu hình lắm. Yeah, đây rồi, đến rồi. Ok. Kevin Nguyễn DDS, Michael Trần DDS. Ở cái địa chỉ website là www.flossdental.com. Điện thoại là 832 844 2929. Cái tên là Floss, A New Experience in Dentistry. Và mở cửa là thứ hai close là bữa nay nè, còn tất cả có mở cửa. Như vậy nghe các bạn, địa chỉ có, số phone có gì liên lạc với phòng nha sĩ nha, đừng gọi Việt Thảo nha. Ok, hôm nay có hẹn mình đến làm răng. Yeah. Hello. Ê, đây rồi. Chào con gái. Đây là cái người mà đã mời tôi ăn cái miếng bánh mà sinh nhật của chồng lúc 40 tuổi. Dạ, chú có ăn không? Ngon không chú? Dạ ngon. Okay. Tại vì hôm đó chú không có ăn gì hết. Oh. Okay. And hello, how are you? Hi, how are you? I'm good. How are you today? I'm good. Thank okay, Tom. Yeah. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. We have appointment with the doctor. Yeah, to clean my teeth. Okay. What's your last name? Yeah. Taylor. T-A-Y-L-O-R. Okay. What's your appointment for? We don't have appointment. Just consultation. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Bây giờ, hey Kevin. Dạ. Chú khỏe, cảm ơn chú đã ghé qua thăm tụi con. Happy birthday, 40 years. Yep. 40 years old. Yep. Thank okay. Dạ, yeah, cảm ơn chú. Is this your wife, right? Yeah, that's Nina. That's my wife. Khi mà bữa trước gặp đó. Yeah. Lần đầu tiên chú gặp Nina. Yeah. Chú mới nói là sao con đẹp quá mà chồng con xấu quá chị. Thì lập tức Nina trả lời, dạ không, chồng con đẹp lắm chú ơi. Bình ra mặt luôn. You get pregnant, right? Yeah. Có bầu, how long con? Dạ, 3 tháng hơn. 3 tháng rồi. Yeah. The first one. Yeah, the first. Congratulations. You, mình biết boy or girl chưa? Yeah, boy. Boy. Ê, vậy là phải khi nào đẻ ra là con phải mua một hộp xì gà để đem tặng cho bạn bè đó. Yeah. He's a boy, okay? Oh, cái tradition là cái truyền thống không thường mà sinh con trai là mình gửi tặng xì gà. Đối con sinh con gái tặng gì? Chừng nào con có bầu con gái được chú chỉ cho. Ok, bây giờ bữa nay mình đi clean răng ha. Thì bây giờ vấn đề xin lỗi con. Bây giờ thường khi đến đây các bạn mình phải làm thủ tục giấy tờ nha. Bữa nay là ngày nghỉ nha, không có thủ tục nha. Và tôi biết được cái cô nhân viên đó đó, cổ là người làm việc từ ngày phòng mạch này mở cửa. Và cái hay ở chỗ là cổ chăm chỉ làm việc. Tìm được một người nhân viên làm việc mà hết lòng cho mình, điều đó rất khó. Đó sự lucky. Đây là may mắn vô cùng luôn. Nhưng mà mình phải đối xử như thế nào nhân viên mới như vậy được. Hôm nay ngày nghỉ cổ vẫn vô nha. Cổ vẫn coi hồ sơ giấy tờ trước. Thiệt là thương luôn. Rồi, khai thiệt nè. Dạ. Hơn 1 năm rưỡi rồi. Dạ. Chú không có clean răng. Dạ vâng. Trước đó thì cũng có. Dạ vâng. Và chú nhớ sực, Kevin Nguyễn còn nhớ hồi mà Kevin đưa lên Facebook. Dạ. Cái đề nghị là làm răng cho chú bao lâu đó? Dạ có. Là bao lâu rồi nhớ không? Bao lâu? Lúc đấy thì cháu thấy cái việc làm của chú rất là hữu ích cho cộng đồng này, là nói chung là làm rất là nhiều thứ cho cộng đồng của mình. Thì Kevin có nhà ý là muốn hỗ trợ về cái nào đấy để cho cái cũng một phần giúp cộng đồng gián tiếp, có nghĩa là giúp cho chú. Thì có nghĩa là nói chú ơi, nếu mà chú không có nha sĩ hay chưa có nha sĩ gì đấy mà chú thật sự muốn làm răng này kia đây, con sẽ hỗ trợ cho chú và thích theo cho chú một đời luôn. Whole life. Cái câu một đời này thì hay nhưng mà ngồi nghĩ là cũng hơi mệt đó nha. Tại vì cái câu đầu tiên nói là nếu trường hợp chú không có nha sĩ hay người take care răng cho chú. Dạ. Như vậy chú có thì chú đâu cần nữa đâu, phải không? Thật sự cái điều mà con nói ở đây á, có nhiều là có giống như là con hớt tóc, con thích một cái thợ hớt tóc nào đấy thì con chỉ đi một người đó thôi, bởi vì mình biết là get it right every time. Giống như đi nha sĩ cũng vậy, bệnh nhân của mình rất là picky, có nghĩa là chỉ đi một nha sĩ thôi, có nghĩa là stay with that. Nếu mà mình thích rồi thì mình đâu có muốn đổi gì chi. Đúng. Tại vì mình đâu muốn thử nghiệm đó. Thì đó, đối với chú đó, cái đó là respect. Chú có cơ hội đi khắp nơi. Dạ vâng. Có khi chú clean răng bên Pháp. Dạ vâng. Có khi chú clean răng ở bên Việt Nam. Dạ vâng. Có khi chú clean răng ở Cali trong thời gian trước. Dạ. Và khi qua Texas này, có lần chú chưa qua Texas ở, chú đã clean răng ở tại Texas. Dạ vâng. Và ở trên Highway 6 gần chỗ nhà hàng Tây Đô. Dạ. Trong thời gian chú đi thu hình ở Tây Đô. Dạ. Để thức ăn, review thức ăn. Dạ. Thấy có văn phòng nha sĩ lại clean luôn. Dạ đúng rồi. Và ngày hôm nay phải là cái duyên. Dạ. Và có lẽ cái phở Ogea với lại cái Floss Dental, phải không? Đúng rồi. Nó gần với nhau có nửa dặm mà. Dạ đấy. Thành ra có lẽ từ đây trở đi, trừ trường hợp chú không còn ở phở Ogea nữa. Dạ. Thì lúc đó chú mới không đến đây. Dạ. Nó không liên quan đến vấn đề tính tiền hay không tính tiền. Dạ, vâng. Nhưng mà nó cái duyên nó vậy. Đúng rồi. Đúng không? Dạ. Rồi bây giờ như thế này. Đây là cái lá cờ của Texas đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Đó, nhiều bạn không hiểu cái lá cờ Texas nó ra làm sao nghe. Ở nước Mỹ ngộ lắm. Cái lá cờ 50 ngôi sao với sọc xanh và đỏ đúng không? Xanh và trắng, đỏ và trắng. Dạ. Sọc gì? Sọc trắng, sọc đỏ. Sọc trắng, sọc đỏ, nền thì xanh. Dạ. Cái đó là lá cờ của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, tức là của United States of America. Dạ, đúng. Dạ, chung hết cho 50 tiểu bang. Dạ, đúng. Nhưng mỗi tiểu bang coi như là một nước. Đúng rồi. Có một lá cờ cho nên riêng. Có lá cờ riêng. Dạ, vâng. Và tiểu bang Texas có lá cờ là cũng xanh nhưng mà một ngôi sao. Dạ, đúng rồi. Alone. Dạ. Và trắng, đỏ. Dạ, đúng rồi. Quá hay luôn. Dạ. Rồi, bây giờ như thế này. Ngày hôm nay sáng là chú chưa ăn về hết. Dạ. Để giữ cái gì? Để giữ cái hàm răng cho nó sạch sẽ. Dạ. Tại vì cái đó là theo chú khi đi làm răng, chú phải tôn trọng cái người nha sĩ nữa. Vâng, cảm ơn chú. Tại vì chú ăn nó dơ quá thì cái người làm răng phải làm sạch hết cái răng mình, nó mất thời gian. Dạ, đúng rồi. Mà nhìn cái hàm răng nó không sạch. Dạ. Cho nên chú phải clean thiệt sạch trước. Dạ. Rồi vô người nha sĩ mới khám phá được những cái chỗ nào sơ suất để mà làm, đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi. Thường thì đa số đó quý vị đi bác sĩ á, thì mọi người ta khuyên đừng có ăn để thử máu này kia cho nó hiệu quả. Nhưng mà khi mà đi nha sĩ thì giống như em khuyên mọi người đó thì nên ăn chút xíu gì đó. Tại vì nhiều khi có những cái procedure, những cái mình làm đó mà hơi lâu này kia đói bụng cũng nhiều khi mà không có đủ lượng đường thì chích thuốc tê không có tê. Cho nên ăn chút xíu gì đấy, chứ mà nhiều khi lại xỉu nữa. Đúng rồi. Cho nên là cứ ăn đi rồi xong đánh răng rồi xong rồi vào cũng được, không sao. Còn hết. Chú sáng thức dậy đánh quên. Dạ, nếu mà quên thì ở đây cũng có bàn chải, cũng có floss hết. Ok, good. Dạ, rồi bây giờ bữa nay như thế này. Dạ. Bây giờ mình cái việc đầu tiên là cái văn phòng đầu tiên. Dạ. Cái nơi đầu tiên mình đến. Dạ. Thì chú biết thủ tục không phải là đơn giản. Dạ. Nếu chú là client, yeah, là thân chủ của đây rồi đến, yeah, nhiều lần, yeah, thì cái thủ tục đã qua chỉ vô là clean răng liền thôi. Yeah, đúng rồi. Cho nên hôm nay cái thủ tục giấy tờ hồ sơ chắc mình không làm, đâu không cần làm. Yeah. Cái đó tính sao? Yeah. Hay là muốn làm? Thật sự thì cái thủ tục bên con đó chú thì con làm cho nó rất là đơn giản để cho mình nói chung là làm smooth cái process, nó rất smooth, không phải làm cho khó khăn chẳng hạn như người Việt Nam mình nhiều khi mình không có hiểu nhiều này kia. Nhưng mà nói chung là con gửi giấy tờ qua email trước khi cho bệnh nhân tới văn phòng, thì chẳng hạn như nếu mà có câu hỏi gì cứ hỏi tụi con trước khi mình tới, là mình tiết kiệm cái thời gian đấy. Nhiều khi phiêu ao giấy tờ cũng phải tốn nửa tiếng đồng hồ được đó, cho mình check care cái đó trước khi mình tới là mình rồi đủ thời gian để mình làm. Bây giờ là mình có thể bắt đầu vô làm luôn được phải không? Dạ. Thì đầu tiên mình làm những cái quá trình của cái làm đó là gồm có cái gì? Thứ nhất, thường thì giấy tờ fill out xong rồi tụi con check make sure everything's good. Tụi con sẽ đưa vào là chụp x-ray. Rồi bây giờ vô chụp x-ray. Dạ đúng rồi, chụp x-ray là một cái panoramic, là cái x-ray lớn, rồi xong rồi chụp những cái x-ray nhỏ. Lý do chụp x-ray? X-ray để mình có thể là tìm được những cái bệnh án trước khi mình làm. Ồ, tức là cái răng nó hiện rõ trên cái màn hình. Có răng ok. Chẳng hạn như là bone cyst này kia, những cái mà nói chung là người ta study show đó, có nghĩa là cái nha khoa là cái đầu tiên, cái cửa đầu tiên để mình nhiều khi tìm ra nhiều căn bệnh mà mình mình nghĩ là mình không có. Ok. Chẳng hạn như là cao máu. Làm sao? Nói. Dạ. Cao máu. Thường cao máu thì mình test thôi. Nhiều khi mình đâu có, mỗi ngày mình đâu có test cao máu đâu. Đó, thì khi mà vào nhân phòng nha khoa tụi con sẽ check cái blood pressure trước khi. Kevin có bao nhiêu phòng mạch? Dạ hiện tại em có một cái. Có một cái ở đây, ở Katy. Ok. Làm sao tin tưởng Kevin để giao cái hàm răng mình cho Kevin? Dạ cũng đúng rồi, thường ở Mỹ này á, thì tất cả những nha sĩ đều phải gọi là phải ra trường, phải đi certified hết. Đó, phải có license mới làm. Thường thì tụi con đi nha khoa đó, đi trường học nha khoa đó, thì có nghĩa là khi mà vào học cái năm thứ hai là bắt đầu là làm cho bệnh nhân. Dưới cái sự gọi là strict restriction, có nghĩa là sự giám sát của những bác sĩ mà giỏi khác, những thầy cô. Đó, rồi xong rồi mình làm, mình take care, là từ đó là coi như là qua kinh nghiệm thực tập đủ hết rồi. Qua kinh nghiệm thực tập hết mọi thứ. Thì một lần, một cái khác nữa là trước khi mà con vào nha khoa thì con đã làm phụ tá nha sĩ là 8 năm rồi. Ồ. Dạ, phụ tá nha sĩ 8 năm. Trong 8 năm, 6 năm của cái 8 năm đó là con phục vụ trong Navy. Wow, là trong quân đội. Dạ. Trong quân đội. Dạ đúng rồi. Thôi thương quá. Dạ. Rồi bây giờ như vậy, mình làm cái giai đoạn đầu tiên là mình chụp x-ray. Dạ đúng rồi nha. Dạ, rồi đi. Ok. Chừng nào mà nghe chú la thì ở ngoài chạy vô tiếp cứu nha. Ok, đây là phòng x-ray. Dạ đúng rồi. Ok, thì có cái này là cái chụp x-ray fraction ha. Rồi mình log in. Thì thường thì con có cái này set up sẵn rồi. Đó. Rồi xong rồi mình là mình check. Ok. Có select mode nè. Nói chung là những cái này mình sẽ chọn tùy theo bệnh nhân, chẳng hạn như bệnh nhân to con, vừa vừa, nhỏ và em bé. Thường em chọn cái medium. Dạ. Rồi. Xong bắt đầu mình ok. Wow, làm việc trong Hải quân 6 năm. Dạ, đúng rồi. Khi mình bấm cái này là mình set up cái máy. Dạ, đúng rồi. Thường thì giống như là nếu mà bệnh nhân là phụ nữ thì tụi con sẽ hỏi là có mang baby hay không, pregnant, để mà bảo vệ cho mình. Nói chung là cái an toàn của bệnh nhân là trên hết. Ok. Nói chung medical field ở Mỹ là như vậy. Chưa có mang baby. Ok, bây giờ mình chụp ha. Dạ vâng, ok. Rồi làm sao chụp đây? Thì con sẽ đưa cái máy này lên ha. Cào cả cái level của mình. Để cho đụng vô cái cào. Dạ, đúng rồi. Rồi, chúng ta nha. Giờ cái trán mình tựa sát vô đúng không? Dạ, đúng rồi. Ở trong chú nhìn thấy chú kìa. Đúng rồi. Không ngờ chú trẻ và đẹp trai vậy đó. Rồi chữa hạ ra ha. Cái này là cái cà mình cắn nhẹ nhẹ thôi, vừa thôi, để mình có cái độ hở của hai cái hàm ha. Ok, rồi everything look good. Còn cái tay của mình sẽ dịnh hai cái cây hai bên như vậy để đừng có bị bật ngã ra. Rồi, chú đứng xích tới chút xíu ha, xích tới chút xíu, xích lên chút xíu nha. Ok chưa? Rồi. Chút xíu nữa. Ok. Rồi, chú đưa cái trán vô ha, kích. Rồi em đi em ra đây ha. The scan is starting. Please remain still until the scan is complete. Bây giờ cái máy sẽ bắt đầu chứ ha, chú sẽ đứng yên. has finished. Please wait for the unit to stop. Rồi, chú sẽ hạ ga ha. Rồi, chú step back. Ok. Rồi, that's it. Step back, bước lùi. Đằng sau anh. Đằng sau. Wait. Ủa xong rồi đó hả? Dạ, chú vào đây. Oh, đã lắm. Khi mà mình đứng mình nhìn vô trong đó, cái trán mình tựa vào, cái cằm mình để nâng ở đây, mình ngậm giống như điếu thuốc vậy đó, để cho hai hàm răng hở ra. Mình nhìn vô mình thấy cái gương mặt mình trong đó rất là đẹp trai và lịch sự luôn. Dạ, con người khi vô nhà sĩ mình cảm thấy mình phải sạch sẽ. Ngay từ sáng nó xúc miệng đánh răng kỹ luôn thì mình cảm thấy cái feel mình sạch sẽ lắm. Và cái máy nó cứ xây vòng vòng để chụp vậy đó, chuyện của nó. Rồi vậy là xong. Chừng nào mình mới có cái kết quả x-ray? Có liền chứ. Yeah, có liền. Yeah. Mình phải coi kết quả trước hay mình clean răng trước? Dạ mình coi trước chứ. Mình coi trước. Cái nhiệm vụ của con okay. Con sẽ coi cái x-ray, con okay. Sẽ khám trước khi mình ấy làm exam trong quá trình. Bây giờ sau khi coi xong rồi là mình vô phòng nào để mình clean răng? Yeah, vô phòng này. Dạ. Yeah. Ok. Rồi, chú ngồi nha. Rồi, lấy điện thoại này ra. Trong khi này mình tắt điện thoại nhé. Dạ. Tắt điện thoại. Mình ngồi xuống đây. Xích lên, khoan nữa lên. Sát lại. Ok. Ok chú, thì bây giờ thì con sẽ chụp thêm x-ray ha. Hồi nãy là cái phần x-ray tổng quát, bây giờ là x-ray nó về khía cạnh nó chi tiết hơn. Ok. Chú điểm chụp nãy là xong rồi đấy chứ? Dạ, tại vì có nhiều cái sâu mà giữa hai cái răng ấy, cái x-ray bự nhiều khi mình không có thấy được, cho nên cần phải có x-ray chi tiết hơn ha. Là bây giờ mình gọi là cái chụp cái PA và gọi là bay wings đó, hai cái. Theo chú hiểu biết về cái này đó, để chú nói có đúng không nha? Dạ. Cái này đó là làm bằng chì ở trong. Dạ. Ở trong là chì led. Bằng led tức là chì đó. Dạ. Dạ. Nó che tất cả các bộ phận trên cơ thể của mình. Tại vì cái x-ray chụp là chụp trên miệng thôi. Đúng rồi. Mình không muốn để x-ray đi vô bộ phận. Đúng rồi, chẳng hạn như thyroid hay là cái phần ở dưới. Dạ. Đó. Để che, để bảo vệ. Bảo vệ để mà duy trì con nòi giống đó. nhiều khi già đi bệnh nha sĩ xong vậy không được nồi giống nữa đổ thừa, cho nên phải bảo vệ. Nếu mà bảo vệ nồi giống thì sao không che bên dưới không mà che trên nữa? Tại cái phần này có thyroid ở đây chú. Ok. Yeah. Ok rồi chụp nha. Rồi ok chưa hạ ra nha. Rồi mình sẽ cắn lại từ từ thôi, cắn all the way ha. Hơi đau nha, chịu khó tí. Ok hold on 1 second. Rồi chú hạ ra, relax. Ok, rồi chú hạ ra nhá. Rồi cắn lại, cắn ha, chịu khó nha. It's hard, you got it. Rồi chú hạ ra. Đó. Hồi xưa ở trong đế vì là họ có cái này trước tiên, cho nên con cũng dùng cái này trước rồi, trước khi nó ra public. Rồi bên đây mình chụp bên đây nha, chú hạ ra nha. Rồi cắn lại, từ từ thôi, good. Good. Cái miệng bình thường ta cắn cục thịt, này ngậm cái cục cứng ngắt khó chịu đúng không? Rồi chưa hạ ra nhá. Rồi chưa cắn lại. Good. Rồi chưa hạ ra. Good. Đó cái cảm giác của chú sáng xúc miệng sạch á. Dạ. Là những cái chụp hình hay thử nghiệm như thế này. Dạ. Mình có cảm giác mình không có feedback. Tự tin hơn. Dạ. Mình sạch sẽ. Đúng rồi. Dạ. Thậm chí hồi sáng trên xe có cái hốt cà phê rất ngon. Mà không dám hóp một hóp nữa, ngậm chút xíu thôi. Cảm ơn chú. Đó là sự tôn trọng đối với cái người nha sĩ, bác sĩ. Dạ vâng, rồi chú hãy ra nha, cái này không cắn ha. Hãy ra, không cắn nha. Rồi. Ok, looking good. Nè, nói nghe nè. Dạ. Hôm nay đó là Việt Thảo thu hình tại phòng nha, phòng gọi là phòng Làm răng. Dạ. Gọi là phòng vậy ha. Floss hả? Không, một cái chỗ này gọi là phòng của nha sĩ, phòng mạch nha sĩ. Phòng mạch. Dạ, để làm răng. Và hình ảnh này sẽ được chiếu ở trên kênh YouTube của Việt Thảo, MC Việt Thảo, cũng như trên hệ thống MCV Network toàn cầu. Cho nên các bạn có thể theo dõi. Và như các bạn đã nghe Việt Thảo nói, mục đích ngày hôm nay là để cho các bạn thêm một cái kiến thức về vấn đề phải đi làm vệ sinh răng như thế nào. Và khi đến phòng mạch, tôi nói thiệt nghe, có nhiều người nghe ngay bây giờ đang xem video là cả đời chưa bao giờ đi tiêm răng nha. Cái đó có luôn đó nha, phải không? Ừ, do tôi cười nè, nói nghe nè, coi đi rồi sẽ thấy cái sự vệ sinh răng nó quan trọng như thế nào, cách làm răng tốt như thế nào, giữ cho hàm răng mình được sạch sẽ để ăn uống cho ngon. Tôi nói đó, hồi trước á, cái người Pháp, dạ, khi mà họ ở Việt Nam, dạ, họ tuyển những người phu để mà làm cho những cái vùng, cái rừng cao su, dạ, cái mũ cao su, dạ, thì khi đến đó phải làm cái hồ sơ, dạ, cái người nào đau bao tử họ nhận, dạ, đau tim nhận, đau gan nhận, bị bệnh lao phổi cũng nhận, cái gì cũng nhận, dạ, mà cái người nào nói bị đau răng nó không nhận. Sao kỳ vậy? Nguyên nhân rất là thực tế. Nếu đau răng không ăn được, không có sức làm việc, còn đau bao tử vẫn làm được cho là chết bỏ. Họ đâu care. Yeah. Họ care là cái chuyện cái người đó có đủ sức làm việc không, mà đủ sức không mà ăn uống. Cho nên hồi xưa đó, lúc đó mà người nào đau răng không nhận, bắt phải đi làm răng đàng hoàng mới nhận. Ngộ gì đó. Yeah. Tại đau răng là ăn không được, làm việc không được. Đúng rồi. Cho nên các bạn, vấn đề ở đây không phải là đôn điền cao su nữa, nhưng mà yeah, tốt cho sức khỏe của mình. Theo dõi nha. Hôm nay làm răng tại phòng mạch của bác sĩ nha khoa Kevin Nguyễn ở thành phố Katy, Texas. Dạ, cảm ơn chú. Thì cũng giống như mấy người lính thì trước khi họ ra trận thì tụi con cũng phải check răng đồ này kia kỹ càng trước khi họ deploy. Dạ, có nghĩa là khi mà deploy mình á, trước deploy mình á là phải screening, make sure răng là in good shape. Cho nên thường thường lính Mỹ rồi này kia là chú vẫn thấy răng rất là đẹp là cái như này vậy. Cái này chú ngạc nhiên thiệt đó. Dạ. Tại vì nếu mà nói ra đánh trận thì nó có liên quan gì vấn đề cái răng. Nhất răng đâu bắn nổi chú. Với lại ăn không được, không có sức. Dạ. Hay quá đó, thấy chưa? Cho nên cái người Pháp hồi xưa họ không phải đơn giản họ làm cái chuyện bậy bạ đâu. Ngay cả Kevin cho biết là trong quân đội cũng vậy hả? Dạ. Trước khi ra trận hả, clean răng sạch sẽ. Dạ. Đúng rồi. Wow, cái này hay à. Mới lần đầu mới nghe là người lính cũng phải clean răng trước khi ra trận. Ok. No. Make sure răng họ không có bị sâu, không có bị này kia đó. Dạ. Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ mình chụp hình xong rồi. Dạ, mình chụp thêm 3 boy nữa. Ok. Ok. Rồi, chú hạ cái nha, cái này không cắn ha. Phải dặn bệnh nhân kỹ, không cắn. Chứ cái cô assistant kia cứ nói bệnh nhân có vô không có hiểu hay sao á, cứ cắn đau hoài. Vô phải đưa tiền bo hay sao chứ. Rồi. Một lần nữa chú nha. Almost done. Rồi, chú hạ ra nhé. Chú nhìn lên á, nhìn lên, nhìn ngương lên. Đó. Cảm ơn chú. Rồi, chú relax. Rồi, xong cái phần x-ray của mình nhé. And we click done. So, ok. Rồi. Thì bây giờ mình đã có hết cái phần x-ray rồi chú nhé. Có kết quả. Có kết quả x-ray. Bắt đầu thì lúc này thì con sẽ review cái phần x-ray của mình. Rồi dạ, xong sẽ go over với chú về cái tình trạng răng của mình hiện tại như thế nào. Và lên cái phương án để mình take care răng, là có nghĩa là cách giải quyết hả chú hả? Dạ. Ok, phương pháp. Nói rồi, nghe nè, ai cũng vậy đều có cái bí mật riêng. Cái răng cỏ này là cái privacy, cái riêng tư. Mà hôm nay Việt Thảo chấp nhận nha, đưa ra cho các bạn biết luôn đó nha. Chứ thường ta giấu lắm nha. Nhiều người giấu không biết súng mấy cái răng, hư mấy cái răng không cho ai biết đâu. Rồi cái có nhiều người mà răng bị súng đâu cho biết. Phải làm răng để cho nó có đầy đủ lại rồi đi nói ồ răng tao liền lắm, thực sự nó súng á. Bữa nay là các bạn biết hết Việt Thảo có bao nhiêu răng nha, bao nhiêu răng hư nha, bao nhiêu răng dơ sạch như thế nào. Thực sự mà nói 68 tuổi cái răng mình nó vàng lắm, nó không còn trắng như hồi xưa, hồi còn trẻ. Và răng bị mẻ rất nhiều, tại vì ăn uống nhai xương nhai cua. Mà mỗi lần kinh nghiệm đi làm răng về là tôi không ăn cua ăn tôm nữa. Nha sĩ lúc đầu cũng nói á, cắn nè, mẻ nè chú ơi. Hồi nhỏ ngang khui rượu bia bằng răng luôn, khui luôn bằng răng nữa. Bây giờ không dám. Có lần khui mẻ răng không dám luôn. Cái răng rất quý. Cho nên ngày hôm nay các bạn theo dõi coi Việt Thảo làm răng nha, clean răng. Sau cái clean răng rồi nhiều người hút thuốc nha, không dám hút thuốc nữa, sợ uổng sự dơ cái răng. Cho nên các bạn nào muốn bỏ thuốc á, việc đầu tiên nên clean răng sạch sẽ, cái miệng sạch sẽ thơm tho, thì cái việc mình muốn hút thuốc trở lại cũng có một cái hỗ trợ trong đó, nó không cho, tại cái miệng sạch mà. Ok, bây giờ chờ kết quả của X-ray, tức là chụp hình quang tuyến về cái hàm răng của mình, về tổng quát và từng chi tiết của cái răng, để bác sĩ nha khoa có thể coi coi cái răng nào cần chữa trị thêm. Dạ. Yeah. Ok chú, thì bây giờ con đã chụp X-ray xong, đây là răng của chú ha. Trời sao lỗm chổm ghê vậy trời. Ồ, là tại vì nó không thấy phần thịt đúng không? Dạ đúng rồi, cái này tất cả là chỉ thấy xương với răng ha. Ok. Còn cái phần thịt thì nó chỉ hơi hơi thôi. Thôi. Đó. Rồi bây giờ... Rõ ràng răng của chú nó không có ngay mà nó nằm nhích qua nhích lại phải không? Nó xéo qua xéo lại hết. Đa số thì bệnh nhân này răng cũng đều như vậy hết. Dạ cũng đều như vậy hết. Thì con giống như con hỏi ok, giống như cô chú bây giờ mình bị missing hai cái răng này, chú có định làm cái gì cho chỗ trống này hay không? Dạ thưa không. Dạ, thưa không. Hai cái missing này đó. Dạ. Cái này hình như răng hàm bên đây nè. Hồi xưa đó là bên trái của mình. Bên trái của này là bên này. Bên phải. Đó. Dạ. Thì có nhiều người đề nghị làm cầu nối, dạ, rồi làm răng, thì hồi xưa có làm. Dạ. Hồi xưa có làm cái răng để bên trong. Dạ. Nhưng mà hồi xưa cái cách làm đó người ta có cái móc. Dạ. Ăn cái tự nhiên nó xúc răng ra. Dạ. Rồi có khi mình đánh răng mà không biết đó, không dạ, kỹ lẩu quá nó cũng hôi cũng dơ. Dạ. Rồi sau đó một lần xúc của chúng nó thôi bỏ luôn khỏi mắc công quá. Dạ. Thì nha sĩ có đề nghị là nên làm, bị gì nếu không hai cái răng hai bên từ từ nó sẽ nghiêng lại vô. Dạ. Vì không có cái răng chịu đựng đó. Dạ. Cho nên thuộc cài lớn tuổi rồi miễn cắt răng kia mà khỏe mạnh được. Dạ. Rồi, không đến nào mà nó nghiêng nó đụng nhau nổi đâu từ đây dạ, tới chết. Đúng rồi. Thành ra đó lý do mà tại sao phải chừa trống. Dạ, với lại hồi xưa bịt cái răng vàng. Dạ. Dòm thấy vàng khè. Dạ. Cho nên thôi mở miệng nói chuyện thấy kỳ quá thôi bỏ luôn, thả dạ, trống. Dạ. Thả trống. Dạ. Ok chú. Ok. Thì con review là mình coi những cái xương như vậy. Thấy mọi thứ nó within normal limit, có nghĩa là vẫn ổn ha chú ha. Dạ. Không có gì gọi là normal. Rồi. Thì mình sẽ đi coi như là răng cỏ mất mấy cái ha. Dạ. Thì hai cái này với bốn cái răng khôn thì chú đã nhỏ 4 răng đúng khôn rồi, với hai cái này là 6 cái tổng cộng. Là tất cả răng kia còn lại đủ hết phải không? Đúng rồi. Oh good. Dạ. Yeah. Mình tổng cộng một người có bao nhiêu cái răng hả? Dạ thường thường on average thì trung bình mỗi người có 32 cái răng. Rồi chú có tổng cộng bao nhiêu? Chú có tổng cộng mất 16 cái. Còn 26 cái. 26 cái. Dạ. 26 cái đủ phải không? Dạ đủ. Rồi. Vấn đề là nó đẹp, nó xấu, nó tốt hay không tốt đây. Đó. Không đau mà còn ăn được là chắc khỏe là tốt rồi. Dạ không có ăn cóc, ăn ổi, ăn xoài, ăn đồ chua nó không có e răng. Dạ vâng. Dạ. Ok. Thì mình sẽ review cái phần X-ray này. Dạ. Thì con coi là coi có bị sâu răng ở giữa hai cái răng hay không. Nhưng mà theo Kevin nghĩ thì những cái răng này mà các fan thấy có sao không? Thường thường thì tất cả trong phòng nha khoa thì người ta cứ nghe là cái personal của mọi người thôi. Như có người thì không có care về public, có nghĩa là họ cứ chia sẻ tất cả mọi thứ. Ok. Hỏi gì cũng share hết, là cái chuyện đó là chuyện của mọi người. Ok. Cái personal interest. Còn bên nha khoa, văn phòng nha khoa tụi con á, thì nói chung là cái confidential, tất cả những cái thông tin của bệnh nhân này kia á, thì con sẽ giữ ở đây là không có share với third party hay là cái gì hết. Đó, cái đó là cái phần giờ là HIPAA, okay, luật của Mỹ của mình. Đó là cái luật của văn phòng nha khoa. Dạ đúng rồi. Nhưng mà đối với cá nhân của chú hay cá nhân của bệnh nhân? Thì khi là bệnh nhân mà lấy X-ray của họ về thì họ có thể làm gì bất cứ của họ, cái đó là quyền của họ. Ok, ở đây đó như thế này. Với riêng tư thì Việt Thảo sẽ không cho biết. Dạ. Nhưng mà tại vì hôm nay thu hình với mục đích là đem lại cái kiến thức cho mọi người về vấn đề nha khoa, dạ, vấn đề răng của mình, về dạ, vấn đề giữ gìn răng của mình cho nó sạch, dạ, hay là cho nó đẹp, hay là cho nó healthy, dạ, khỏe mạnh. Thì Việt Thảo chấp nhận đưa ra. Dạ. Nó giống như có người nghệ sĩ người ta ngại, dạ, người ta giấu, người ta không cho biết là có chồng hay là có bao nhiêu con hay tuổi đời bao nhiêu. Dạ. Chú thì chú quịch tẹt hết. Dạ. 68 tuổi. Ô trên này thấy hồ sơ ghi rõ nè. Taylor Victor Thomas nè. Sanh ngày mấy có không? Ok, không có. Yeah, không có, ok. Yeah, trên này có tên họ luôn, rồi cái này không có giả dối được. Dạ. Nhưng mà người ta sẽ ủa ông hồi đó có lần trả cái bill, cái invoice, cái receipt nhà hàng đó, thì trả qua credit card. Thì cái người chủ nhà hàng đó mới nói rằng ô, cái này là có một người Mỹ nào trả tiền dùm cho Việt Thảo, chứ Việt Thảo đâu có trả đâu. Tại vì cái người đó tên là Thomas Taylor mà. Thành ra người ta không hiểu Việt Thảo tên Mỹ trên ID là Thomas Taylor. Thành ra có cái sự hiểu lầm, ta cho rằng cái invoice mà Việt Thảo đưa ra là giả. Cái invoice đó của người Mỹ chứ không phải của Việt Thảo. Hay lắm. Đó, bữa nay biết rồi nghe, biết luôn nghe, Thomas Taylor nghe, tên Mỹ luôn. Rồi. Bí mật quá. Rồi bây giờ răng cỏ không sao cả. Đâu có gì đâu. Người nào lớn tuổi thì răng cũng mòn, cũng vàng hay là cũng hư. Mà mình giữ được gì là coi như là good phải không? Dạ đúng rồi. Ok. Thực sự thì con thấy rất là good ha. Cho nên hôm nay biết tôi có nhiều cái răng nha. Răng nào tốt xấu biết hết rồi đó nha. Ok, thì nói chung con lướt qua con thấy đã xem exam everything hết rồi. Thì răng chú là giữ rất là tốt, không có sâu ha, chỉ có một số xíu gọi là bone loss thôi. Mẹ là mất xương răng ấy. Mất xương răng, cái này có thể là cái qua thời gian. Thì mất xương răng là sao? Thì thường thường cái level cái xương răng của mình á, nó nằm ở gần trên đây. Nó nằm ở trên đây. Thì qua thời gian chẳng hạn là do một cái thời gian nào đấy chú không có clean răng, đi clean răng thường xuyên, bị voi rồi, cái xương của mình nó bị mất đi từ từ. Ồ, cái men răng bên ngoài phải không? Dạ không, cái xương bọc xung quanh cái răng của mình. Ồ, xương bọc xung quanh. Dạ, nó bọc như vậy để giữ cái răng của mình lại. Ok. Over time thì nó bị receding. Có nhiều người mà mới có một số bệnh nhân mà con gặp đó, bị không có clean răng thường xuyên hay là bị mất xương răng thì họ có thể là bị mất răng cái từ tuổi đời rất trẻ. Mặc dù là không có sâu răng. Cái răng là cái đó từ từ nó gãy luôn, nó nhỏ lại, nó không có gì để giữ hết. Nhưng mà của chú là coi như là nó mòn hay mất, nó mòn hay nó mất xương ở xíu đây chú. Mất chút thôi chứ không nhiều. Không nhiều. Cái phần ngay giữa hai cái răng phải không? Dạ. Thì giống như mình bấm qua cái panel. Đó, giống như vậy. Như vậy. Chẳng hạn như chỗ này vô thấy nè, nó cao nè, chỗ này nó lại thấp nè. Ok, hiểu. Dạ. Xương chỗ này. Ok. Nhưng mà vẫn còn từ đây tới đây cho nên là cái răng này còn lâu lắm mới xúc ra. Rồi. Ok. Thôi mừng quá rồi. Nhưng mà kinh nghiệm nghe các bạn nha. Hồi xưa tôi cũng chịu chơi lắm đó, khui bia bằng răng luôn. Nhưng mà có lần có cái chai nước mắm tôi chơi cái cốc cái mẻ miếng răng luôn. Sau đó thì bác sĩ nha khoa có khuyên. Mình nghĩ không phải giữ gìn đó. Tại cái hàm răng rất quan trọng để ăn. Rồi, bây giờ mình tiếp tục làm cái gì? Rồi, bây giờ thì cái phần x-ray mình đã xong. Thì bây giờ ta tới cái phần gọi là làm cái exam, là khám. Ok. Khám răng ha. Rồi, trước khi khám thì mình sẽ đeo mắt kiếng vào chú nhé, để bảo vệ mắt. Septicum first. Rồi. Mình sợ nước hay là những cái gì văng vô hay đồ văng vô mắt mình như vậy? Sợ nước một phần, sợ đồ lỡ mà dụng cụ nữa, dụng cụ nha khoa như bén nhọn nè chú, cho nên mình giữ răng giữ luôn mắt ha. Một cái kinh nghiệm đi clean răng nữa nè. Để cả chú lấy ra đây cái này. Hiện giờ cái môi nó hơi khô nè. Là tại vì mình phải một thời gian không có, bình thường mình nhai, mình nói chuyện hay có nước miếng làm cái môi nó ướt. Mình hả đến nó khô cho nên dùng cái này. Đây là kinh nghiệm thôi. Nhưng mà nhiều khi mà bệnh nhân mà không có chapstick thì tụi con có Vaseline. Đúng rồi. Nhưng mà đối với chú ngộ lắm. Vaseline, thậm chí những cái Vaseline 20 mấy 30 đô nữa, mắc vậy $1 đó. Xài một hồi vẫn khô. Mà cái này á thì lại hộp có 2-3 đồng mà, nó ngồi đó. Không dám được cái hiệu ra tánh mình quảng cáo. Mà không được tiền nữa. Ok. Đó, cái môi bây giờ là khỏe rồi đó, không có bị khô rồi đó. Ok. Rồi. Tiếng này vào nhé. Hay quá ha. Ở trên có cái tivi ở ngay trên trần luôn. Để cho người ta nằm người ta nhìn thấy luôn kìa. Dạ đúng rồi. Vậy là mình có thể theo dõi phim, hình ảnh, football, show này kia đấy. Là không quan tâm miss á. Cái này có lý rồi nha. Thôi thì bây giờ một cái phần khác nữa là làm cho patient không phải tập trung quá về cái răng. Đúng rồi. Làm cho người ta đỡ worry hơn. Đúng rồi. Còn chú thì lại ngộ lắm. Chú lại theo dõi từng cử chỉ, từng cái da chạm lên cái răng của mình. Dạ. Và mình thưởng thức đấy chứ mới ngộ chứ. Dạ. Rồi. Okay. Dạ vâng. Ok. Chú hạ ra nhé. Rồi hạ ra. Mình sẽ khám. Miss Sancho, you happy? You grab a pen. Chị tới chị đi nha sĩ đánh răng sạch quá chớ, giờ đâu còn gì nó đâu clean chú. Nè, nói nghe nè. Oh yeah. Phở Âu Giá Vietnamese Cuisine là cái bến để Việt Thảo gặp gỡ tất cả mọi người. Xin kính chào quý vị, Alicia Châu là chủ nhân của Châu Insurance Agency, đã có hơn 30 năm kinh nghiệm để phục vụ cho quý vị về vấn đề Obamacare, Medicare, IRA, 401k, Life Insurance, bảo hiểm nhân thọ, vân vân. Quý vị xin gọi cho Alicia Châu để giải quyết hoặc giải đáp được những câu hỏi hoặc thắc mắc của quý vị. Alicia sẽ tận tâm lo giải quyết cho quý vị những vấn đề thắc mắc của quý vị. Việt Thảo hoàn toàn tin tưởng vào Alicia của Châu Insurance. Cái tin tưởng này thể hiện ở chỗ là Việt Thảo là client, là thân chủ của Châu Insurance trong suốt bao nhiêu năm qua. Việt Thảo cũng mong quý vị giống như Việt Thảo để có được cái quyền lợi trên cái vấn đề sức khỏe cũng như vấn đề tài chính. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu Alicia của Châu Insurance ở Georgia, Atlanta.